Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình chuẩn bị đóng gói một em cống hàng, một em lụa đỏ Ấn Độ gửi cho anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh cả nhà ha. Đây, một em lụa đỏ Ấn Độ trái sẵn trái luôn. À, mọi người để ý ha, khi trái mà hoa nó mà màu đỏ thắm như này ha, trái nó vậy, khi đậu nó sẽ màu đỏ đỏ, đỏ thắm như này. Rồi đây, nó cũng đỏ luôn ha cả nhà ha. Và khi nó hơi lớn lớn xíu nó chuyển qua cái vỏ nó hơi vàng vàng. Nhưng mà khi nó chín rồi bắt đầu nó sẽ chuyển qua ửng đỏ nha bà con. Đây nè, bắt đầu ửng đỏ ha, đó bắt đầu đỏ lại nha bà con ha. Đây là chuẩn giống lụa đỏ Ấn Độ F1 luôn nha. Một cây này bây giờ được cái 5 6 2 4 6 7 trái, 8 trái luôn cả nhà ha. Rồi cây này là nó trưởng thành rồi nên nó sẵn sàng cho trái liên tục luôn. Nên trồng rất là sướng luôn. Muốn mà lụa đỏ Ấn Độ mà trồng ok thì cái cây nó phải gốc ít nhất là cỡ này nha bà con. Đó. À, bà con ai có thích sở hữu ngay một em lụa đỏ Ấn Độ mà giống chuẩn F1 thì mình liên hệ ngay gia đình nha. Rồi, xin chào cả nhà ha.